Có rất nhiều tiêu chí trong việc xây dựng được một bộ PC. Những tiêu chí cao nhất là một sản phẩm phải đẹp, bền và có tính thương tích cao. Thì đây là một sản phẩm như vậy. Ngay bên tay trái của mình là một bộ PC có thể đáp ứng được nhu cầu đấy. Trong phân khúc giá loanh quanh khoảng 30 triệu đồng. Thì các bạn nhìn sơ qua một chút thì đã có thể nhìn thấy được cái chủ đề ở trong video ngày hôm nay. Thì đối với bộ PC và toàn bộ các thành phần linh kiện luôn, thì mình đã xây dựng theo hướng đó chính là toàn bộ các linh kiện đều đến từ Gigabyte. Hầu hết các linh kiện thì đều có logo của Outdoor đây, anh em có thể nhìn thấy được. Và tông màu sẽ là tông màu trắng và đen để tạo sự tương phản là sao cho đẹp nhất, đơn giản. Và thậm chí vẫn có LED RGB dành cho những bạn nào đam mê. Còn nếu như bạn nào mà không đam mê RGB thì chuyển LED sang màu trắng cũng được. Và nhìn vào đập vào các bạn luôn, đây là CPU Intel Core i5-11400, không phải dòng F, tức là chúng ta vẫn có iGPU bên trong. Thì cái việc có iGPU bên trong đây sẽ giúp cho các bạn nào đó mà thích sử dụng những phần mềm liên quan đến Adobe và có tính năng đó chính là Intel Quick Sync. Thì đối với thế hệ thứ 11, Intel Quick Sync là always on, tức là nó sẽ luôn bật, các bạn không cần phải mày mò trong BIOS để có thể bật được Intel Quick Sync lên. Và khi các bạn sử dụng có Intel Quick Sync sẵn rồi và kết hợp một mẫu CPU có 6 nhân 12 luồng xử lý, thì khi các bạn edit và các bạn chỉnh sửa những video, nói chung là trong độ phân giải Full HD và có thêm hiệu ứng nữa, là hoàn toàn có thể thoải mái. Tiếp theo nữa, liên quan đến thành phần để có thể kết nối được CPU và GPU, đó chính là thành phần về main. Main mình đang có ở đây là B560 Aorus Pro. Chữ Pro ở đây thì nghe thấy sang trọng rồi. Thì phiên bản B560M Aorus này thì sẽ là phiên bản anh em có thể cắm được hoàn toàn ổ những CPU non-K, tức là Intel Core i5, Core i7 cắm vào vẫn hoàn toàn tốt. Còn đối với Intel Core i9 thì kể cả dòng non-K anh em vẫn nên sử dụng những cái main board chủ dòng dép của Gigabyte sẽ là tốt nhất. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái công nghệ ở trên cái mẫu main này. Thì socket để hỗ trợ chắc chắn sẽ là 1200 để support cho Gen 11 và Gen 10. Và hệ thống cấp điện cho CPU cũng rất tốt nữa. Thì ở ngay trên đây, trên vỏ hộp ấy, mình đã nhìn được đó chính là sử dụng 12 và cộng 1 phây điện để cấp điện cho phần CPU. Thì khe PCIe, tức là ở đây thì có thể là bị che mất rồi. Thì với khe PCIe X16 để cắm card đồ họa sẽ là 4.0 và được bọc thép để có thể nâng đỡ được những cái mẫu card đồ họa nặng như Aorus này. Đây chính là lý do chính là những phiên bản cao cấp, những phiên bản Aorus hay những phiên bản Pro, bất kỳ những phiên bản nào mà của Aorus hay Gigabyte thì đều phải trang bị khe PCIe được gia cường để có thể đỡ được, là không gây cong cái khe PCIe trong quá trình thời gian sử dụng. Và ở khe SDM2 bên trên cũng có thêm một hệ thống heat sink tản nhiệt nữa để đảm bảo được nhiệt độ cho SSD diễn ra hoạt động trong suốt thời gian dài được ổn định. Và về cổng kết nối thì cực kỳ nhiều luôn. Nhìn mình đếm sơ qua ở đây chắc cũng phải chừng 8 cổng USB Type-A để các bạn có thể cắm những thiết bị ngoại vi. Mình cắm chuột, bàn phím, tai nghe bao nhiêu vẫn không hết được những cái cổng kết nối như vậy. Còn hệ thống cấp nguồn thì đây chỉ có chủ dòng B thôi. Thế nên sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin. Thế nên hầu hết các bộ nguồn anh em sử dụng sẽ đều có thể kết nối được. Và nhân tiện nói đến nguồn thì mình sẽ nói thêm, đối với combo mình đang có ở đây, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái bộ nguồn từ 650W trở lên, công suất thực là đã có thể gánh được em nó hoàn toàn ổn rồi. Bởi vì bên trên CPU sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin, ở bên dưới card đồ họa sẽ sử dụng một cổng 8, một cổng 6. Thì GPU sẽ ăn chừng khoảng 200W điện, CPU sẽ dưới 100W. Thế là riêng hệ thống này là khoảng, thì mình cứ làm tròn thành 300W đi, thì với bộ nguồn khoảng 750W thì là cực kỳ thừa và dư giả cho anh em có thể sử dụng rồi. Và về thành phần RAM thì sao? Với 4 khe RAM đây, anh em hoàn toàn có thể cắm 4 thanh cũng được, nhưng ở đây mình đã cắm sẵn 2 thanh với tổng dung lượng là 32GB để đảm bảo cho việc nâng cấp về lâu về dài, khi mà có nhu cầu sử dụng thì nâng cấp thêm hoàn toàn ổn định. Còn về phần vỏ cây ở đây thì mình đã lắp thêm một cái bộ vỏ cây màu trắng đến từ Corsair. Và hệ thống tản nhiệt đây là tản nhiệt của Aorus. Các bạn hoàn toàn có thể mua mẫu tản nhiệt giống như mình, bởi vì tản nhiệt của CPU bên trong mặc dù đã nâng cấp lên mẫu tản nhiệt có lõi đồng rồi, thế nhưng anh em biết rồi đấy, khi mà sử dụng anh em làm việc những cái tác vụ nặng ấy thì quạt sẽ kêu rất to. Và việc trang bị những cái hệ thống tản nhiệt rời như kiểu của Aorus đây sẽ đảm bảo cho cái nhiệt độ của bộ PC anh em diễn ra sẽ ổn định trong suốt thời gian dài. Và cộng với đó là với hai quạt thì airflow ở trong bộ cây của anh em sẽ tốt hơn. Và bây giờ thì mình sẽ test game để cho anh em thấy được. Và toàn bộ các tựa game mình sẽ test trên độ phân giải là 2K.
Vậy thì anh em đánh giá sao về combo mình mang tới cho anh em? Intel Core i5 11400, Kawa RTX 3060 Aorus, B560M Aorus Pro. Ba combo này có thực sự hữu ích với anh em không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video, thì đường link của sản phẩm ấy sẽ để ở trong phần mô tả. Các bạn có thể click vào tham khảo. Hẹn lại anh em ở trong video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.